Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái video về mình đã nói với anh em rất là nhiều. Và anh em comment cho mình rất là nhiều mà mình làm, đó là những cầu thủ được cập nhật khuôn mặt ở phiên bản mới này. Thì như anh em đã biết thì phiên bản 8.100 thì đã cập nhật vào mấy ngày trước. Thì đây là một phiên bản cải tiến rất là nhiều từ chức năng đến hình ảnh cầu thủ. Game chúng ta đang trở nên rất là phát triển và đang gọi là đi lên với những cái phát triển mới. Và đặc biệt đó là những khuôn mặt cầu thủ thì đã được cập nhật. Thì mình nhớ không nhầm thì đấy là những cầu thủ ở Bundesliga thì sẽ không được cập nhật khuôn mặt này. Ngoài ra thì còn một số cầu thủ mà nó thế nào anh em nhỉ? Kiểu nó ít người biết thì sẽ không được cập nhật khuôn mặt. Có những cầu thủ nào mà hiện tại mà đang thi đấu những giải đấu mà ngoài là Bundesliga, của ngoại hạng Anh hay là năm giải đấu hàng đầu châu Âu thì đều được cập nhật khuôn mặt mới rồi. Và đây là những cái tên tiêu biểu mà mình sẽ cập nhật ở video ngày hôm nay. Thì cái này là mình thấy cái bản cập nhật này phải cập nhật đến cả 100 cầu thủ đấy chứ không ít đâu. Mình chỉ lấy những cầu thủ tiêu biểu mà anh em hay dùng để mình cho anh em xem những cầu thủ này có cập nhật khuôn mặt mới như thế nào. Đấy, cái này mình chỉ làm gọi là tiêu biểu thôi anh em ạ. Còn thật ra thì số lượng nó vẫn còn rất là nhiều. Thì mình cũng không thể review hết được, mà cái vị trí, cái chỗ chứa cầu thủ của chúng ta chỉ được 40 cầu thủ thôi. Và mình chỉ chứa được bao nhiêu cầu thủ đây anh em ạ. À, vị trí thủ môn thì chắc chắn sẽ là thủ môn Onana, thủ thành của câu lạc bộ Ajax Amsterdam. Đã cập nhật khuôn mặt mới này. Đây mình sẽ cho anh em xem từng khuôn mặt. Đây là Jose Jimenez của Atletico Madrid. Cầu thủ trung vệ Jan Vertonghen của như đang thiếu cho Benfica đúng không anh em? Benfica. Đây là lão tướng Chiellini, dù là một cầu thủ ở giải Ý nhưng mà hiện tại thì Chiellini mới được cập nhật khuôn mặt mới. Đây là Fabinho này. Tiếp theo đó Ivan Perisic vừa trở về từ giải Bundesliga và thi đấu cho câu lạc bộ Inter. Đây là Christian Eriksen. Đấy, cũng cập nhật đang thi đấu cho câu lạc bộ Inter anh em ạ. Nhìn mặt rất là đẹp luôn. Thì đây cũng là một cầu thủ mà vừa được cập nhật khuôn mặt mà vừa được tăng tỷ số, đó là Ilkay Gundogan. Tiếp theo bên mình sẽ có đó là Bernardo Silva thì cũng là một cầu thủ được cập nhật mới này. Ibra và Robben là hai lão tướng vừa được cập nhật khuôn mặt cực kỳ là đẹp, không có điểm trừ nào cả anh em ạ. Tiếp theo đó là David Neres. Đây là Fred của Manchester United. Đây là Douglas Costa, cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Bayern nhưng mà vẫn được cập nhật khuôn mặt mới anh em ạ. Tiếp theo đó là Edinson Cavani của Manchester United. Hay là đây là Pedro. Đấy, Pedro một cầu thủ toàn Ajax mà anh em là chức sang khá là nhiều. Đặc biệt là cầu thủ này là Jorginho này. Jorginho thì anh em là fan Chelsea thì anh em đã biết rồi. Jorginho thì mãi mới được cập nhật khuôn mặt chuẩn luôn. Mà hiện tại thì mới được cập nhật cái khuôn mặt avatar mới anh em ạ. Tiếp theo cầu thủ khá là hay nữa đó là Jesus Corona. Thì câu lạc bộ cầu thủ chạy cánh của Porto thì đã cập nhật khuôn mặt mới. Thì đấy là những cái tên tiêu biểu. Thì anh em có thể là thấy trên màn hình này vài cái tên mình sẽ để ở trên màn hình này dành cho anh em. Đấy, vài cái tên mà mình không thể kể hết được. Đây là mình thêm một số cái tên mà mình tìm ra thôi. Thì ở cái phiên bản này thì chúng ta cũng có thể đó là thấy được cái sự cập nhật mới lạ của nhà phát hành game, sự chuyên nghiệp của nhà phát hành game. Để nó đến từng chi tiết. Thì tiếp theo những video sau thì mình sẽ làm theo ý tưởng, mình sẽ làm từ từ anh em ạ. Bởi vì phiên bản mới thì nó cũng rất nhiều các ý tưởng để chúng ta có thể xây dựng. Thì anh em bảo mình làm về các cầu thủ mà cập nhật khuôn mặt mới thì mình đã làm rồi. Tiếp theo mình sẽ làm những cầu thủ bị tăng giảm tỷ số nhé, để anh em có thể biết và anh em lựa chọn. Ok, thì đấy là những cầu thủ mà mình đã xuất hiện, mình đã kể ra dành cho anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ vào một trận đấu đá online với những cái đội hình này xem nó đá như thế nào anh em nhé. Với cái đội hình này thì nó cũng không được mạnh lắm, bởi vì là ở phiên bản này thì có một điều rất là đặc biệt. Đó là khi chúng ta đá thì cái phân cấp tỷ số thì nó rất là rõ ràng. Những cầu thủ nào mà chỉ số thấp thì thực sự nó rất là thấp so với các cầu thủ mà chỉ số thường. Anh em nào đá anh em đã thấy biết được là như vậy rồi. Ok, mặt sân hôm nay nhìn rất là đẹp. Mặt sân buổi sáng, ôi giời, chưa gì đã xoạc thế này. Mặt sân mà ban ngày thì nó khá là đẹp, còn ban đêm thì nó bật đèn lên thì nó hơi tối một chút anh em ạ. Nhưng mà mặt sân như thế này là đẹp rồi. Độ bạn chơi xoạc như thế này rất là khó chịu rồi. Một đối thủ đến từ Việt Nam mà chơi như vậy là không ổn.
Việt Nam thì không có bóng đá bẩn như vậy anh em ạ. Chơi như vậy chơi mình thôi. Trận này có thua thì anh em cũng không đừng trách mình nhá, bởi vì mình những cầu thủ chơi game thủ mà chơi xoạc như thế này thì mình khó thì có thể mà đá được anh em ạ. Rất khó đá luôn. Bạn này mà có xem được video phát đầy dứt điểm thì cũng hay thật. Nhưng bạn này mà xem được video này thì bạn cũng nên sửa lại cách đá của mình anh em ạ. Chơi rất là xấu như vậy thì nó mình là người Việt Nam mà chơi phải fair play. Thì một pha việt vị của Ibrahimovic rồi. Hiện tại mình đang chơi ở Tiger 11 nữa mới lại gặp toàn đối thủ. Tiger 11 thì anh em biết rồi, toàn những cái bắt đầu là xuất hiện những cầu thủ những game thủ chơi cực kỳ hay rồi. Ok, hai bàn liên tiếp anh em ạ. Đấy, mình sử dụng những cầu thủ mà nó chưa nâng cấp thì nó sẽ bị chỉ số nó bị lệch rất là nhiều. Khó quá anh em ơi. Trận này có lẽ là chơi hiệp thi đấu thứ nhất thôi. Ok, pha dứt điểm khá là hay của Bernardo Silva. Bernardo Silva sẽ là một tiền vệ cánh sẽ giúp đội tuyển Bồ Đào Nha rất là nhiều trong những cái chiến dịch tới. Tuyển Bồ Đào Nha năm nay thì cũng rất là mạnh. Nó khá là đều các vị trí anh em ạ. Không như những cái mùa giải trước thì chúng ta ôi sút thật sự là sút xa ở bàn này nó rất là bàn cầm nhật này thì nó rất là cháy anh em ạ. Ba bàn thắng đều sút xa luôn, hay thật. Bàn này mà sút xa nữa thì chịu luôn. Ơ kìa. Chơi xấu như vậy thì chơi như vậy thì chơi chỉ có chơi một mình thôi anh em ạ. Để quốc kỳ Việt Nam thì đừng có chơi xấu như vậy. Uầy, một sút hơi mạnh của Ibra. Ibra cũng là một cầu thủ có chỉ số shot rất là cao. Đúng là một trung phong cắm mẫu mực. Ngày xưa thì chỉ số Ibra còn cao á, thì thực sự là đá cắm thì rất là bá. Hiện tại chỉ số đã thấp dần rồi. Nó đã thấp rồi nên là cái tốc độ cũng như là cái thể lực thì nó không còn được nhiều như ngày trước nữa. Số hiện tại chỉ có 78 thôi. Không thể đua với những cầu thủ mà chỉ số cao hiện tại bây giờ anh em ạ. Onana, pha đấy đổ người thì chính xác rồi. Không để tới được vị trí của Bernardo Silva. Ok. Phạt đẹp bàn đá hơi lỗi anh em ạ. Mình cảm thấy là mặt sân thì mình xin lỗi là mình lần trước mình có nhận xét rất là ấy về mặt sân. Còn mặt sân hiện tại thì mình cảm thấy là ok anh em nhá. Thật sự là khá là ok đấy. Ổn, cực ổn luôn. Mặt sân nhìn rất là chân thật. Thì ngày trước cái lần trước là mình review vào buổi tối ấy, nên là cái ánh sáng thì nó trở thành màu khác anh em ạ. Chứ không phải màu này nên là mình có những nhận xét hơi là sai lầm về cái mặt sân của phiên bản này. Mặt sân phiên bản này thật sự là đá rất là hay, đá rất là đẹp. Một đường chuyền hơi vội để cho Andre Robben. Ivan Perisic. Sau suốt trận đấu thì mình vẫn chưa thấy đội bạn có những bài nào ngoài những pha sút ghi bàn mà sút xa đấy và xoạc nữa. Andre Robben
thực sự là thể lực thì cái chỉ số thì nó ảnh hưởng rất là nhiều so đến với những cái pha bứt tốc hay là những pha đấu tay đôi về thể lực anh em ạ. Ok, một pha bắt thì phát này thì không thể vào được. Ok, phá dứt điểm không trúng đích anh em ạ. Hiện tại là trận đấu đang trôi về dẫn những phút cuối rồi và tỷ số đang là 3-1 nghiêng về đội bạn. Với 3 phút sút xa khá là đẹp và trận đấu ngay đều là những bàn thắng đều là những pha sút xa khá là đẹp anh em ạ. Robben thì không thể theo được những pha bóng này anh em ạ. Ok, như vậy trận đấu kết thúc nhá. Và video mình cũng xin kết thúc tại đây. Anh em thấy video mình hay thì hãy like, share, đăng ký để ủng hộ mình. Đến đây thì mình bye bye anh em. Chúc anh em xem video mình thật vui vẻ nhá. Bye bye.